Xin mến chào quý chị và các bạn. Rất vui khi lại được gặp lại tất cả quý chị và các bạn trong video của ngày hôm nay. Trong video ngày hôm nay thì xin phép chia sẻ với quý vị và các bạn, tất cả quý anh chị, một cái câu chuyện mà có thể nói là hết sức là cảm động. Thật sự là khi mà được nghe cái câu chuyện như thế này thì thật sự là cảm thấy nó vô cùng là một cái điều gì đấy mà thật sự là rất là xúc động. Và nó rất chi là hợp lý. Và trong số những các cái câu chuyện đó thì có những các cái câu chuyện vui, và nói chung là cũng có những các câu chuyện buồn. Thì chính vì cái lễ này ấy, mà ngày hôm nay trong chính cái video này thì em muốn trực tiếp là chia sẻ đến cho tất cả mọi người của chúng ta, những ai là Việt Kiều, hoặc có thể là Việt Kiều Mỹ, người Canada, gốc Việt, nhưng mà có thân nhân ở Việt Nam, thì phải nói là qua cái câu chuyện này á, thì phải nói là một cái câu chuyện mà vô cùng là cảm xúc và xúc động. Và nghe thì nó có vẻ hơi là éo le, hơi là tội nghiệp. Thì thật sự là cái anh Việt Kiều này á, có thể nói là không biết là như thế nào. Bởi vậy mà ngày hôm nay thì đây cũng là một cái nội dung chính mà em muốn chia sẻ cho tới tất cả quý anh chị và các bạn của chúng ta để cùng lắng nghe cái câu chuyện này sau đây. Và theo như cái nội dung cái câu chuyện này mà cái người anh Việt Kiều này đã gửi từ Mỹ về Việt Nam cho em, và để quý vị tất cả mọi người thấy được cái tâm sự. Phải nói là nghe một vài câu đầu thôi là nghe thì nó cũng đã thật sự là rất là đúng. Thì thật sự là cái câu chuyện xin phép được chia sẻ như sau. Đấy, thì em xin phép đầu tiên là em xin tôi để thay cho cái người anh Việt Kiều này. Đấy, còn các bạn thì nói chung là tất cả mọi người đó. Đấy, thì xin chào các bà con, các anh chị em Việt Kiều định cư trên xứ Mỹ này. Để mưu cầu cuộc sống được tốt đẹp hơn, từ bỏ quê nhà, từ bỏ quê hương Việt Nam, khăn gối ra đi với nhiều hoài bão, ấp ủ cho tương lai được tươi sáng hơn. Tương lai cho gia đình của tôi ở quê nhà được khá lên. Tương lai cho con em tôi được ăn học, giáo dục đàng hoàng đến nơi đến chốn. Mà theo như tôi nghĩ thì cái mà tôi muốn đạt được thì trên quê hương Việt Nam không có thể nào mà mang đến cho tôi những các cái điều mà tôi vừa mới kể ra. Thì thật sự khi mà ai đến với cái xứ Mỹ này thì ai cũng mong một ngày nào đó sớm nhất sẽ được đi làm. Còn làm cái công việc gì thì cũng chưa có ai biết được. Trước cái điều đó thì có những lúc mà nằm đêm tôi tự nhủ rằng miễn là có một cái công việc nào có thể giúp tôi kiếm được ra đồng tiền, giúp tôi làm ra được đồng tiền để mà mưu sinh cho cuộc sống, thì tôi sẽ làm tất cả. Và những các cái công việc nào mà không có phi pháp, vì là tôi đã xác định là bản thân của mình phải thật trong sạch, vì ở xứ Mỹ này thì không có như ở Việt Nam. Phạm pháp là bạn có thể ngồi tù bất cứ lúc nào, cũng như là bạn có thể bị trục xuất về quê bất kỳ lúc nào. Thế nhưng mà hơn 20 năm định cư ở xứ Mỹ này thì tôi có thể mua được một căn nhà ấp ủ cho riêng mình. Nhiều lúc thì tôi thấy cái thời gian sao mà nó trôi qua nhanh quá. Những cái nỗ lực của mình cũng được nhà cửa, xe cộ và lẫn vợ đẹp, con ngoan. Con cái thì được ăn học đàng hoàng ở Mỹ là khỏi chê vào đâu được. Chắc chắn là những ai mà chưa từng đến Mỹ thì sẽ không bao giờ biết được. Trẻ em ở Mỹ thì kiến thức và cái sự hoạt bát, năng động trong cuộc sống và sinh hoạt, cũng như là cái sự đạo đức, lịch sự vốn có của người bản xứ. Nơi đây đã uống nắng tôi,
mới là một cái mà đứa trẻ mà hoàn toàn khác biệt so với trẻ em ở quê nhà. Đã đến lúc mà tôi cần phải chăm lo cho gia đình yêu thương của mình ở Việt Nam. Nơi đó tôi đã bỏ lại người thân yêu của mình vào 20 năm trước. Ba má, chị hai, chị ba và chị tư của tôi, những người mà đáng lẽ tôi cần phải có trách nhiệm với họ sớm hơn vì tình thân mà ai mà không yêu thương, ai mà không muốn chở che, và ai trong cái cuộc cuộc sống này thì mới biết được cái sự cái sự tình nó là như thế nào. Mặc dù thì tôi nói cái từ mà trách nhiệm thì nó cũng hơi quá, nhưng mà có lẽ rằng là chẳng lẽ nào mà bản thân của mình thì có được cái chút đỉnh, mình lại sống trong vinh hoa phú quý mà mình lại để cho thân nhân của mình ở Việt Nam phải sống trong cái sự mà khổ sở hay là như thế nào, mà bản thân của mình lại có thể làm được điều đó? Chắc chắn là không, đúng không ạ? Ngày mà tôi lên máy bay trở về Việt Nam sau hơn 20 năm xa xứ, trong lòng của tôi chất chứa rất là nhiều cảm xúc, như là lần đầu được đến một cái quốc gia nào đó. Nhưng khi mà phi cơ dần hạ cánh ở trên bầu trời của Sài Gòn, trái tim tôi nghĩ rằng mình sắp được gặp lại người thân và gia đình của mình đã quá lâu rồi. Tôi nhớ ba má và anh chị em của tôi nhiều lắm. Về đến Long An, tôi như bị lạc đường vì đường xá của Việt Nam bây giờ ở quê nhà của tôi nó khác quá. Người ta mở lộ nhiều hơn, nhưng mà khói bụi thì nó vẫn còn ngổn ngang trên cái con đường đi vào xóm nhỏ. Năm nào thì vẫn cứ như vậy thôi. Cây cối thì ngày một cao hơn. Dọc đường thì tôi cũng có gặp mấy người hàng xóm. Họ nói những cái điều mà khiến cho tôi như cái bị gọi là bị trờ trồng, đứng hình trong cái tâm trạng đang vui, bỗng nhiên thì lại bị sượng lại. Tim tôi lúc này như muốn sụp đổ. Chú ba, nhà ở xóm trên, đang làm vườn, thấy tôi đi bộ vào nhà liền hỏi thăm: "Ủa, bây là đứa nào trông giống con thằng út, con của thứ năm ở nhà xóm trên quá à? Vậy có phải không?" Tôi mới dạ: "Con chào chú ba, con mới ở Mỹ về. Dạo này chú ba có khỏe không?" Thì chú ba mới nói tiếp với cái chất giọng vừa mừng lại vừa ngạc nhiên: "Ôi trời đất ơi, sao mà mày đi Mỹ mấy mươi năm rồi mà bây giờ mày mới về, đám ma của máy mày hay sao?" "Tao không có thấy bay về gì hết trơn á." Thì nghe tới đây tôi mới thực sự là chết đứng, và chưa có hiểu cái chuyện gì mà đang xảy ra. "Ủa chú ba nói gì vậy chú? Ba má con ở nhà mất hồi nào mà mất đâu trời đất ơi? Má của bay á mất cũng cả năm nay rồi. Lúc đó tao đi đám ma của chị Năm thì nói chung là cũng lu bu quá, tao cũng không có thấy bay, thì tao cũng không có hỏi han làm gì cả. Hóa ra là ở trong nhà thì không có ai cho bay biết hết trơn hả?" Và lúc này thì giọng của chú ba, của cô ba, là vợ của chú ba, từ trong nhà vọng ra: "Chị Năm chết rồi, chị bị đột quỵ nên là đưa lên nhà thương tỉnh của tỉnh, rồi chết trên cái đường mà đi cấp cứu, không có qua khỏi." Và lúc này thì chú ba mới cái tiếp lời: "Lúc đó thì tao đang đi làm vườn, thì cô ba gái của bay cho tao hay mà. Tao thì lúc đó hay thì tao cũng bụng rụng tay chân hết trơn, mà không biết nói sao luôn, không có ai mà cho bay biết hết trơn hả?" Thì thưa các bạn, thưa tất cả mọi người, thật sự là tới lúc này thì đã quá là đau lòng luôn rồi, không còn biết là phải nói thêm cái điều gì nữa. Tôi liền chạy một mạch về đến nhà, và nước mắt tôi là một cái cảnh tượng trước mắt tôi ấy, là một cái cảnh tượng mà không thể nào mà hãi hùng hơn. Ngôi nhà cũ năm nào
vẫn còn đó, sân vườn thì vẫn còn đó, hàng cau, bóng mát vẫn còn đó, góc bếp nhỏ của gia đình vẫn còn đó. Nhưng mà má tôi, người mà đã sanh ra tôi, thì má đã không còn trên cõi đời này nữa rồi. Trên bàn thờ là di ảnh của má tôi. Má ơi, sao con về rồi má ơi? Sao má nỡ lòng nào mà bỏ út ra đi mà không có cái lời giã biệt? Tôi lúc này thì thực sự là giận lắm. Nỗi đau của tôi như là bị xé nát cả tâm can. Người đầu tiên trong gia đình mà tôi gặp là chị hai của tôi. Sau khi mà tâm lý của tôi đã được trấn an, tôi mới hỏi chuyện chị hai của tôi. Thì chị mới nói là má mất lúc hồi dịch bệnh. Mấy anh chị em trong nhà thì ai cũng buồn khổ. Một phần vì là cái gì mà chị sao lại không có nói cho em biết vậy? Chị nói cho em biết đi. Thật ra thì chị cũng không muốn nói ra đâu, và cũng không có muốn, không có dám nói ra làm gì cả. Bà ba với ông tư sợ em biết chuyện, về thì đòi chia đất, chia đai cái gì đó từ đời nào. Giờ thì hồi lúc mà má còn sống, má nói là tội nghiệp cái thằng út lắm, thương thằng út nó đi làm cực khổ ở bến, không biết là nó mập ốm ra làm sao. Sợ em sau này về nước rồi không có chỗ ở, nên là má muốn để lại cái phần đất, mà cái phần đất này thì cho em. Nhưng mà má chỉ có nói thôi chứ không có làm di chúc. Cho nên là cái ngày mà má mất thì bà ba với ông tư mới kêu chị là đừng có chạy cho em hay, em biết rồi. Em đau khổ ở bên đó, rồi về nước em nói chung là cũng tốn kém, nhưng mà chị nghĩ là chủ yếu là vì cái miếng đất của gia đình thôi đó. Giờ thì mấy người đó làm ăn được thì cũng nhờ cái miếng đất của ba má mà thôi. Chị nói em nghe như thế này thôi, em biết chuyện rồi thì thôi, tìm cách về để mà giải quyết, chứ đừng có mà làm lớn chuyện để làm mất lòng anh chị nha. Thật sự tôi không thể nào mà ngờ là cái ngày vui của tôi sau hơn 20 năm, gần 20 năm xa quê hương, thì lại có cái ngày mà khiến cho tôi nhận ra được cái sự mà cay đắng về nỗi đau tang tóc như thế này, cũng như là một cái sự mà tàn nhẫn mà anh chị em của tôi đã đối xử với tôi. Mặc dù là chị hai nói thì nói như vậy, nhưng mà tôi cũng đủ hiểu. Dù tôi đã thương yêu gia đình đến đâu thì họ cũng không có thể nào mà hiểu được tôi. Họ đã quá vội vàng để mà hưởng cái lợi trước mắt. Như tôi đã nói, lần trở về nước lần này tôi sẽ thực hiện trách nhiệm của mình là phải lo cho ba má có một cuộc sống tốt hơn. Kể cả là anh chị em của tôi cũng sẽ lo cho hết. Nhưng mà nay thì đã chắc rồi. Ba tôi thì sáng say chiều xỉn, tôi gửi cho chị hai trong lúc 53 tuổi xế chiều. Còn phần của chị hai thì tôi sẽ lo chu toàn. Còn chị ba và anh tư của tôi, ai muốn giành đất á, thì giành nhà của tôi á, thì cứ mặc kệ thôi. Tôi đã ra đi rồi, trong hai bàn tay trắng năm xưa, thì xác định mưu sinh cuộc sống của nơi xứ người, nhà cửa và tài sản của tôi, thì tôi sẽ không có bao giờ mà tranh giành với ai cả đâu. Dù là cái di nguyện của má tôi có như thế nào đi chăng nữa, thì tôi vẫn không có nhận lấy cái phần đất nó thuộc về mình. Xem như đó là cái trách nhiệm mà tôi đã biếu tặng cho những người mà họ đã đối xử với tôi như thế. Những người mà thật sự tôi coi như là máu mủ ruột thịt của tôi. Thôi được rồi, coi như là cái chuyến đi lần này thì cho mình được nhiều cái bài học kinh nghiệm xương máu về tình thân hơn. Tôi trở về Mỹ với hàng tá cái câu chuyện buồn, và thật sự mong muốn tất cả mọi người sẽ hiểu được cái câu chuyện như thế này. Ngày hôm nay là một cái câu chuyện mà thật sự của một cái vị khán giả là một Việt kiều Mỹ, hiện thì đang sinh sống tại thành phố Los Angeles của Mỹ. Anh đã chia sẻ cái câu chuyện này.
mong là họ gửi đến tất cả chúng ta, gửi đến cho những các bà con, những anh chị kiều bào của mình có thể lắng nghe, có thể đồng cảm được cái câu chuyện như thế này. Tới đây thì em cũng xin phép được tạm dừng video tại đây, để phần còn lại cho tất cả quý anh chị và các bạn của chúng ta sẽ bình luận, sẽ đưa ra những cảm nghĩ của mình như thế nào. Xin được chân thành cảm ơn quý anh chị và các bạn đã quan tâm, đã lắng nghe câu chuyện của em. Tới đây xin phép được tạm dừng video tại đây. Xin được hẹn gặp lại với những video tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.